anh hùng đường 9 Nam Lào. Mr. pt hết kể chuyện lịch sử xin chào các bạn. Trung tướng Khuất Di Tiến sinh tháng 2 năm 1931, hiện ở tại 34A Trần Phú, Hà Nội. Nguyên là hiệu trưởng trường sĩ quan lục quân y, cục trưởng cục quân lực bộ tổng tham mưu, tư lệnh quân đoàn bà. Mới đây, ông vừa được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký quyết định phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trên cương vị trung đoàn trưởng trung đoàn 64 sư đoàn 320 trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước khi hay tin nguyên trung đoàn trưởng trung đoàn 64 sư đoàn 320 vừa được phong tặng danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, bạn bè, đồng đội, các cán bộ đã từng chung chiến hào với ông đều rất phấn khởi và tự hào với truyền thống quyết chiến, quyết thắng của trung đoàn 64 sư đoàn 320 anh hùng. Trung tướng Khuất Di Tiến đã 83 tuổi nhưng ông vẫn khỏe mạnh và rất minh mẫn. Khi được hỏi về những kỷ niệm sâu sắc trong chiến dịch đường 9 Nam Lào năm 1971, ông sôi nổi hẳn lên. Với ông, đó là chiến dịch có những trận đánh và gương chiến đấu dũng cảm tuyệt vời. Ông kể, đầu năm 1971, chúng tôi đang trên đường hành quân vào chiến trường Nam Bộ thì nhận được điện của Phó Tổng Tham Mưu trưởng Lê Trọng Tấn, Trung đoàn 64 dừng hành quân đường dài. Quay sang trạm 4 bản Đông Nam Lào gặp đồng chí Trịnh Tráng, Phó Tham Mưu trưởng Sư đoàn 308, nhận nhiệm vụ mới. Đến điểm hẹn, anh Trịnh Tráng đã chờ sẵn và cho biết ngay, địch đã đổ quân xuống khu vực bản Đông chúng ta phải khẩn trương chuẩn bị và tổ chức chiến đấu. Ngày 9 tháng 2 năm 1971, tôi và anh Trịnh Tráng cùng cán bộ đi trinh sát địa hình ở dãy điểm cao 543. Khi vừa đến chân điểm cao thì máy bay địch ập đến, đổ quân và chiếm giữ luôn điểm cao này. Trực thăng của địch bắn đúng vào đội hình của ta làm anh Trịnh Tráng bị thương vào bảo vai không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được. Tôi lập tức nối máy báo cáo tình hình và nhận được mệnh lệnh của bộ, đưa ngay lực lượng xuống chốt chặn tại đồi không tên khu vực ngã Ba Cha Phi án ngữ đường 16 đi xuống bản đông, cách điểm cao 543 mà địch đã chiếm giữ gần 3 km. Tối hôm ấy, lực lượng của tiểu đoàn 9 đã được bố trí tại khu vực đồi không tên. Lúc 10 giờ ngày 13 tháng 2, tôi đang ở vị trí chỉ huy ở khu đồi không tên thì máy bay địch ập đến bắn phá và ném bom vào đội hình của ta, lửa napalm cháy rực xung quanh trận địa. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 9 báo cáo, địch đổ quân vào đội hình của ta, đề nghị cho đánh. Tôi đồng ý và ra lệnh ngay cho bộ đội vừa bắn máy bay vừa xung kích vào các vị trí mà địch vừa đổ quân. Tại một mòn sát vị trí chỉ huy tiểu đoàn, nơi có một trung đội của đại đội 9, ta và địch rằng co nhau ác liệt. Chính từ điểm cao này đã xuất hiện những gương chiến đấu quả cảm. Trung đội trưởng Phùng Quang Thanh, mặc dù bị thương, máu chảy ướt đẫm cánh tay nhưng anh vẫn động viên đồng đội chiến đấu kiên cường bảo vệ an toàn cho vị trí chỉ huy và bảo vệ sườn cho các mũi tấn công của đội hình tiểu đoàn 9 sau này đồng chí Phùng Quang Thanh được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, hiện nay là đại tướng, bộ trưởng quốc phòng. Sau gần 40 phút chiến đấu, ta làm chủ một phần trận địa và bắt được 9 tù binh. Họ khai là lực lượng công binh đến làm hầm chỉ huy tại đồi không tên. Âm mưu của địch là chiếm đồi không tên cùng với lực lượng ở điểm cao 543 khống chế khu vực phía bắc đường 9. Trong lúc đội hình địch đang bị rối loạn, tôi lệnh cho các hướng các mũi tiếp tục xung kích. Đến khoảng 16 giờ thì phía địch bị quân ta dồn xuống khu vực suối cạn ở bản Alanyay. Tối đó, tiểu đoàn 9 tiếp tục công kích, tiêu diệt phần lớn tiểu đoàn 6 của lữ đoàn dù Ba ngụy. Ba ngày tiếp theo, quân ta tiếp tục truy kích, đuổi đánh tàn quân. Đến ngày 16 tháng 2, ta đã làm chủ hoàn toàn đổi không tên, tạo bàn đạp để tiếp tục tiến đánh điểm cao 543, nơi có sở chỉ huy lữ đoàn dù Ba ngụy đang chiếm giữ bắt giữ đại tá lữ trưởng lữ đoàn 3 dù ngụy. Sau khi nhận nhiệm vụ, chúng tôi dành 3 ngày đi trinh sát thực địa tại khu vực điểm cao 543 để có đủ căn cứ cho việc xây dựng phương án tác chiến. Tại đây, địch bố trí tiểu đoàn 3 dù, trận địa pháo 105mm và sở chỉ huy lữ đoàn với sự chi viện tối đa của không quân, pháo binh. Địch đã xây dựng được một hệ thống công sự phòng ngự khá chặt chẽ, nhiều tầng lớp. Sáng sớm 20 tháng 2, quân ta bắt đầu nổ súng nhưng không thành công vì vướng ba hàng rào dây thép gai và gặp phải sự chống trả quyết liệt của địch. Trong cuộc họp rút kinh nghiệm, chỉ huy trung đoàn quyết định thay đổi cách đánh tổ chức cho bộ đội đảo công sự vây lấn. Những ngày tiếp theo, trận đánh diễn ra ác liệt, rằng co. Ta chiếm được một phần, địch phản kích chiếm lại, hôm sau ta lại tái chiếm. Trước tình hình đó, Bộ Tư lệnh Mặt trận tăng cường thêm 6 khẩu B-41 và một đại đội xe tăng 4 chiếc chúng tôi tổ chức cho đơn vị và các lực lượng phối thuộc đi trinh sát để nghiên cứu đường đi cho xe tăng xuất kích theo hướng Nam Đông Nam của điểm cao, hướng tiến công mới mà trung đoàn xác định là hướng chủ yếu, để xe tăng của ta có thể cơ động được. Ngày 25 tháng 2, cuộc chiến đấu dai dẳng giữa các chiến sĩ tiểu đoàn 8, trung đoàn 64 với quân địch vẫn diễn ra quyết liệt. 10 giờ 30 anh Phạm Hồng Sơn tham mưu trưởng chiến dịch điện cho tôi, Tiến ơi. Ông Dũng tức thường tướng Văn Tiến Dũng bảo mày chậm chạp quá, Tôi trả lời, thưa anh, trong ngày hôm nay chúng tôi sẽ san phẳng căn cứ địch. Đúng 13 giờ ngày 25 tháng 2, đội hình xe tăng của ta dũng mãnh dẫn đầu tấn công cao điểm 543. Sự xuất hiện của xe tăng đã gây bất ngờ cho địch. Chúng sợ hãi, lui lại co cụm và gọi hòa lực chi viện. Chấp thời cơ, tôi lệnh cho đơn vị tổng công kích, quân ta tràn vào điểm cao làm cho địch bị rối loạn và vỡ trận. Đến 16 giờ 30 phút ta cơ bản giải quyết xong trận địa, chỉ còn bốn hầm địch còn ngoan cố chống cự. Với sức mạnh áp đảo, ta đã chế áp, dùng lựu đạn khói, buộc chúng phải đầu hàng. Trong số này có tên Đức, tham mưu trưởng Lữ Dù và 15 tên chỉ huy các cấp. Trung tá Mai là Lữ đoàn phó, chạy trốn ra vạt rừng, cũng bị ta tiêu diệt. Trong số tù binh ta vừa bắt được có tên cần vụ của Lữ trưởng Dù, anh ta khai, Đại tá Nguyễn Văn Thọ, Lữ trưởng có mặt và chỉ huy trực tiếp tại đây. Tôi lệnh cho anh em lùng sục, truy tìm nhưng không thấy. Đến 18 giờ, các đơn vị đều báo cáo là đã bắt hết tù binh. Nhưng đài kỹ thuật của ta vẫn nghe thấy tiếng của đại tá thọ gọi điện xin viện binh, pháo bắn vào căn cứ và đưa máy bay vào để cứu hắn. Tôi lệnh cho đồng chí Đông, chính trị viên phó tiểu đoàn 8, tiếp tục kiểm tra lại các hầm trú ẩn của địch. Đồng chí Quyết, trung đội phó và thượng sĩ dục nhận nhiệm vụ truy lùng tên thọ. Đến lần thứ ba, hai anh xuống lại khu vực hầm chỉ huy của tên tiểu đoàn trưởng dù ngụy thì vẫn thấy một tên nằm sấp như đã chết. Đầu hắn quay vào trong, hai chân hướng ra ngoài. Sờ vào thấy người hắn vẫn còn nóng, quyết đá vào chân và nổ súng xuống đất. Hắn vội bò dậy, tay run run nộp khẩu súng ngắn và lắp bắp nói, Dạ, dạ tôi là đại tá Nguyễn Văn Thọ. Nhận được tin báo, chúng tôi mừng lắm, lệnh cho anh em giải ngay tên Thọ về sở chỉ huy. Quá trình dẫn giải tên Thọ, chút nữa thì thì tên này đã đào thoát số là lợi dụng trời tối và có mưa đường trơn trượt khi vừa xuống tới chân điểm cao thọ xô ngã trung đội phó quyết và bỏ chạy rất nhanh trí đồng chí đông hô tập hợp một tiểu đội sau đó hô lớn toàn đơn vị truy tìm thấy nghi ngờ là bắn bò thọ sợ quá lóp ngóp từ lùm cây bò ra giả dạ, giả dạ, tôi đây tôi bị té theo trung tướng khuất duy tiến đó là những phút giây chờ đợi căng thẳng. Căng thẳng vì trên đường dẫn giải tên thọ có an toàn không? Bộ tư lệnh mặt trận rất cần cái lưỡi của tù binh lữ trường dù kia. Nếu để ông ta đào thoát hoặc cán bộ dẫn giải manh động thì biết làm sao? Giây phút căng thẳng đã kéo dài cả đêm hôm đó cho đến gần sáng hôm sau. Chỉ khi bộ phận dẫn giải đưa thọ về đến sở chỉ huy, lúc đó mọi người mới thở phào. Trông thọ lúc này thật đáng thương, quần áo bê bết bùn đất, tóc tai bơ phở, mặt mày hốc hác, mắt đỏ ngầu tôi bảo anh em cởi trói cho thọ và đưa đi rửa mặt mũi tay chân. Chờ cho thọ nghỉ một lát, tôi hỏi, anh có đói không? Hắn thật thà, dạ, đói. Tôi nhắc đồng chí cần vụ mang cơm ra, thọ ăn liền bà bát. Tôi trực tiếp pha một bát sữa bột và đưa cho thọ. Viên đại tá, lữ đoàn trưởng dù ngụy nhận bát sữa, vừa uống vừa khóc, sau đó đã thành khẩn khai báo. Những lời khai của thọ khi đã được kiểm tra là những thông tin rất cần thiết cho các trận đánh tiếp theo của chiến dịch. Mr. PT hết kể chuyện lịch sử xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.